vậy mà trung thu đã cận kề tịch hy mỗi năm đều đón trung thu với vân chỉ nhất là sau khi cả hai đều mất người thân họ càng coi nhau như gia đình từ năm nay thì sẽ khác tịch hy sẽ đón trung thu cùng tần lãnh ở tần gia nên trước đêm rằm trung thu một hôm cô có tự tay làm chút bánh nướng với vị bánh vân chỉ thích ăn nhất đây là thói quen mọi năm của cô tần lãnh thấy vợ cả tối đi làm về hì hục nhào nặn nướng bánh anh không khỏi bất ngờ em đều tự làm bánh trung thu sao ừm năm nào cũng làm nhà cũng không có mấy người làm một chút để gia đình ta một chút về thắp hương nhà ngoại năm nay giang anh đã đi rồi không biết tịch trí ra sao nữa tịch hy thở dài rồi tiếp tục làm bánh cô nghĩ vài giây lại nói thêm một chút cho vân chỉ nữa cậu ấy cũng không còn người nhà ừm tốt mà bạn bè thân thiết là để nghĩ tới nhau những dịp như này tịch hy không muốn tần lãnh hiểu lầm mối quan hệ bạn thân khác giới của mình không ngờ anh khá cởi mở còn tần lãnh đã làm chồng cô một thời gian đã dần hiểu vợ nhất là sau phi vụ với kim ly anh càng tin tưởng khi cô đồng hành cùng mình hôm sau tịch hy lái xe tới biệt thự ven biển gác cổng thấy cô bèn vội vã mở cổng cô hy đã lâu mới lui tới tịch hy gật đầu rồi từ từ lái xe vào cổng mắt nhìn hộp bánh gói ghém đẹp đẽ ở ghế phụ lòng có chút bồn chồn vì lâu nay chưa gặp Vân Trì, cô muốn mang cho anh chút bất ngờ. Trong bếp, Lam Tâm cũng đang hí hoáy làm bánh, cô không khéo tay lắm, nên tay nắn nót chút một. Dù sao cả năm cũng chỉ có một dịp Trung Thu, cô muốn mày mò cho có không khí. Những năm trước, Trung Thu là dịp cô tăng ca bận tối mặt. Cô đã nhờ dì hứa mua theo một chút nguyên liệu để làm bánh. Cô còn định làm cho trợ lý cố và dì hứa nữa, để cảm ơn họ đã luôn giúp đỡ cô khi cô ở biệt thự này do không biết Vân chỉ thích vị gì, nên cô làm mỗi loại một ít. Không quen lò nướng ở đây, mẹ bánh đầu tiên cô làm hơi xém, các mẹ sau cô không dám rời mắt, luôn đứng túc trực canh bên lò. Cô có chút mong chờ phản ứng của Vân Trì khi ăn bánh mình làm. Nghe thấy tiếng xe, Lam Tâm háo hức chạy ra ngoài, mới là giữa chiều, nay anh về sớm vậy. Tới khi nhìn thấy một người phụ nữ sang trọng bước vào, bước chân Lam Tâm hững một nhịp, cô tịch hy. Lam Tâm nhận ra tịch hy, vì cô đã thấy ảnh cô ấy. Giờ tịch hy sắc xảo quyến rũ hơn, còn vì sao cô biết tên tịch hy là do Vân Chỉ đã nhắc tới khi ôm cô ngủ. Người phụ nữ này có thể ra vào biệt thự tự do như vậy, chắc hẳn là có địa vị quan trọng. Chẳng bù cho Lam Tâm, từ sau khi làm nhân tình, cô chẳng được phép đi đâu mà chưa được đồng ý. Tịch Hy cũng vô cùng bất ngờ cô gái trước mắt mình. Nhưng cô vẫn mỉm cười đi vào, Vân Chỉ đi vắng sao? Vâng, chị đợi một chút tôi sẽ báo cho anh ấy không vội tôi đợi được cô là ai tôi tôi là quản gia ở đây tên là lam tâm ồ tịch hy chưa bao giờ nghe vân chỉ nhắc tới quản gia có thể đã lâu không tới nên cô không hay biết vân chỉ ghét người khác tới đây nên cô gái này có lẽ khá đặc biệt nhưng lòng tịch hy có chút vui vì biết đâu anh đã mở lòng với người khác dù là ai chỉ cần là vân chỉ lựa chọn tịch hy sẽ ủng hộ hết lòng cô đặt hộp bánh của mình lên bàn lại nhìn lam tâm đang đeo tạp dề lúng túng một góc trong bếp tỏa ra mùi thơm cô đang nướng bánh sao vâng sao chị biết mùi thơm mà cô làm tiếp đi tôi sẽ đợi ở đây vâng lam tâm bẽn lẽn đi vào bếp còn tịch hy đã nhận ra sự thay đổi nhỏ của căn biệt thự bếp đá sáng đèn vườn có thêm hoa trên bàn cũng cắm một lò hoa nhỏ xinh cô khẽ cười đúng là nhà có phụ nữ có khác cô đứng dậy theo thói quen định tới kệ tủ lấy thuốc lá của Vân chỉ ra hút. Nhưng nghĩ một lát, cô lại chuyển hướng đi vào bếp. Đúng lúc Lam Tâm đang đóng bánh vào khuôn, chiếc bánh bị dính trở nên méo mó. Quả thật sau khi gặp Tịch Hy, lòng Lam Tâm trở nên dối bời, cô không tập trung làm bánh được nữa. Tịch Hy thấy vậy cũng đeo một cái tạp dè vào, đến cạnh Lam Tâm. Cô nên phủ một lớp bột hoặc quét một lớp dầu ăn vào khuôn, sẽ không dính nữa nói rồi tịch hy thành thục tới tủ bếp lấy găng tay đeo vào rồi làm mẫu cho lam tâm cô gái bên cạnh thấy chiếc bánh làm ra đẹp đẽ sắc nét chỉ biết lén nhìn người phụ nữ bên cạnh có sợ làm bẩn áo chị không chiếc áo có vẻ khá đắt tiền không sao thấy tịch hy nhiệt tình niềm nở lam tâm cũng có chút bớt ngại ngùng tịch hy liếc nhìn thấy bánh có nhân hạt điều bèn nhắc vân chỉ dị ứng hạt điều cô bỏ loại này riêng nhé vâng cảm cảm ơn chị tịch hy biết cô gái này không đơn giản là quản gia vân chỉ kỹ càng như vậy không đời nào quản gia lại không biết anh dị ứng nhưng cô không bóc mẽ lam tâm hẳn phải có lý do gì đó hai người vẫn tiếp tục làm hết chỗ nguyên liệu tịch hy còn chỉ cách dùng lò cho chuẩn lam tâm không khỏi tò mò chị hẳn là rất thân cận với cậu vân cũng có thể nói như vậy sợ lam tâm hiểu lầm gì đó tịch hy giơ bàn tay trái mình lên lắc lắc chúng tôi coi nhau như người thân Lam Tâm nhìn chăm chú vào ngón áp út đeo nhẫn kia. Rõ ràng cô không nên quan tâm hay có quyền được thái độ với mối quan hệ của Vân Trì, nhưng lòng đá nhẹ đi vài phần. Tịch Hy được Lam Tâm rót cho một ly nước. Hai người ngồi ngay bàn ăn nói chuyện, hầu hết đều do Tịch Hy chủ động. Cô Lam bao nhiêu tuổi rồi? Tôi 25 à, khá trẻ nhỉ, cô gọi tôi là chị cũng phải, tôi bằng tuổi Vân Trì. Bảo sao trong mơ, Vân Trì nói, mình rất nhớ cậu, Lam Tâm làm việc ở đây lâu chưa? dạ cũng được một thời gian à, ừm cô thấy vân chỉ thế nào cậu ấy có làm khó cô không lam tâm đỏ mặt lắc lắc đầu không ạ à, anh ấy trả lương tôi rất hậu hĩnh lúc đầu có chút lạnh lùng sau thì thấy không sợ nữa tôi quét rồi tịch hy mỉm cười đoán là lam tâm không biết thân phận ông trùm của bạn mình nếu biết chắc cô ấy sẽ sợ hơn quá ừm đừng sợ cậu ấy lam tâm à hãy ở bên chăm sóc cho vân chỉ thật tốt nhé cậu ấy rất cô đơn tịch hy nhìn đồng hồ đã muộn bèn tạm biệt lam tâm rồi ra về đây là đồ tôi tự làm nhờ cô đưa cho vân chỉ lam tâm cẩn thận nhận lấy nhìn là biết bánh trung thu thắt nơ đóng hộp rất cầu kỳ vâng chị nhìn bóng lưng tịch hy rời đi lam tâm có chút chạnh lòng cô ấy nhìn thôi cũng toát lên thần thái xuất sắc còn tự tay làm bánh cho vân chỉ nữa nhìn sang mấy cái bánh của mình lam tâm không khỏi tự ti vân trì vừa về anh ngồi phòng khách lam tâm mang nước cho anh tịch hy gửi đồ cho anh rồi cô chỉ về phía hộp bánh cạnh đó ánh mắt nhìn hộp bánh đỏ sẫm xinh đẹp miệng bất giác mỉm cười lam tâm bắt chọn khoảnh khắc ấy anh chưa bao giờ cười như vậy với cô khi nào lúc chiều à chị ấy còn nói chuyện với tôi lam tâm còn chưa nói hết câu vân trì đã cầm hộp bánh về phòng anh ngay lập tức gọi cho tịch hy mình nhận được bánh của cậu rồi sao tới không báo trước mình sẽ ở nhà đợi cậu không sao lần sau gặp nhau cũng được mà mình đã gặp Lam Tâm cô ấy có vẻ rất tốt đó không đáng nhắc tới Vân Chỉ không lo lắng về việc nhân tình của anh gặp người trong lòng của anh Lam Tâm là một người rất biết điều thế nên anh mới để cô bên cạnh Vân Chỉ ừm mình vẫn nghe đây cậu hãy mở lòng một chút nếu không có tình cảm thì hãy để cô ấy đi nếu thật sự để Tâm hãy trân trọng cô ấy mình thấy cô ấy rất cố gắng cậu không thể một mình mãi được con người một mình già đi sẽ rất cô độc ai cũng xứng đáng được hạnh phúc cả vân chỉ lòng bỗng trùng xuống chỉ cần có tịch hy là được mà anh sẽ đứng đó cổ vũ cô cả đời anh sống một mình thì có sao anh quen rồi hy cậu có đang hạnh phúc không có mình cứ ngỡ hôn nhân với tần lãnh sẽ vì lợi ích nhưng mình nhận ra mình hạnh phúc bên anh ấy cảm ơn cậu vì vẫn luôn nhớ tới mình vân chỉ cậu là người thân của mình, dù không chung họ, nhưng mình sẽ không bao giờ quên cậu cả. Dù là cậu, hay tịch trí, sẽ đều rất quan trọng với mình. Cậu hạnh phúc, mình cũng hạnh phúc hơn. Ừm, Trung Thu vui vẻ, Vân chỉ nhìn hộp bánh trên tay rất lâu, rồi cẩn thận đặt trên bàn. Tịch hy hạnh phúc là tốt rồi, nếu cô không hạnh phúc, nhất định anh sẽ không để yên cho tần lãnh. Làm tâm buồn bã nhìn chỗ bánh mình làm, Vân Trì chắc sẽ không đoái hoài gì đâu bao nhiêu nỗ lực, vậy mà trong một giây nào đó, cô lại có suy nghĩ bỏ chúng đi. Vân Trì tắm xong đi ra thấy Lam Tâm đứng ngẩn ngơ ở bếp, gì vậy? Lam Tâm cầm chiếc bánh nhỏ trên tay, lúng túng giấu sau lưng, không có gì. Vân Trì nheo mắt nhìn cô, gỡ tay cô rồi nhìn, bánh sao? Tôi làm, tịch hy khi đến đã dạy tôi, nhưng anh có bánh kia rồi, nên sẽ không cần bánh này, nữa, đúng là không cần thật. Nhưng cũng có thể thử một chút, lam tâm thấy vậy bèn đặt bánh vào khay có khi nào cô nói do tịch hy dạy cô làm nên anh mới muốn thử sau bữa tối lam tâm phân vân mãi mới dám cắt nhỏ bánh chia ra đĩa rồi bê tới trước mặt vân trì tịch hy nói anh dị ứng hạt điều may mà chị ấy nói nếu không ừm nhớ lấy sau này tránh là được vân trì nhẩn nha cầm một miếng lên ăn thử giây phút anh thong thả thưởng thức thì lam tâm đứng cạnh sốt ruột không thôi cũng được không tồi Lam Tâm nghe vậy thở phào, Vân Trì nhìn biểu cảm ấy hơi buồn cười. Rồi anh lại quay lưng về phòng, lát qua phòng tôi. Hả, anh cấm, đừng để tôi phải đợi. Vân Trì đã suy nghĩ tới lời tịch hy, cô hết lần này tới lần khác khuyên anh tiến tới với người phụ nữ khác. Vừa hay, tịch hy thấy Lam Tâm được, nếu cô thấy được thì với anh cũng chính là được. Gia nghiệp nhà họ Vân đồ sộ như vậy, sau đời anh cũng phải có người kế nhiệm. Theo luận Giang Hồ, không thể truyền cho người ngoài vậy chỉ còn cách anh phải có con nếu muộn nữa anh sợ chả may gặp bất chắc như bố và anh trai thì con anh không kịp trưởng thành mất tới lúc phải có con rồi lam tâm chính là lựa chọn phù hợp nhất lúc này lam tâm bỗng bị gọi vào phòng anh cô lại thấy lo lắng và có chút sợ cô mới lấy một cuốn sách anh đã làm cho cô thê thảm nay lại chủ động bảo cô bước vào cô gõ cửa vào đi lam tâm bẽn lẽn đi vào căn phòng rộng nhưng gam màu lại tối. Có một bộ bàn ghế, một giường lớn, ngoài ra khá tối giản, trên bàn có một bản hợp đồng, cô xem đi. Cô rất tò mò, sao lại hợp đồng gì đây? Đọc qua một chút, cô sửng sốt nhìn thật kỹ, tay hơi run. Ý anh là, cô sinh con cho tôi, đổi lại cả đời sống sung túc, nhưng sao trong hợp đồng, tôi lại phải ở bên con tới khi chúng trưởng thành. Không phải là đẻ thuê thì đẻ xong phải rời đi ngay sao? tôi chỉ là một trong số những nhân tình để anh giày vò trên giường mà thôi lam tâm dù chưa hiểu sự đời nhưng đâu có ngốc vân chỉ cứng ngắc hỏi lại một trong những người như anh đâu thiếu phụ nữ vậy à giờ mới có một thế là mai phải ra ngoài tìm vài người nữa cô nghĩ tôi tạm nham thế à Hà, mới có một không lẽ vân chỉ muốn con cái sống đầy đủ bố mẹ dù anh không có tình cảm với lam tâm và hơn hết nếu anh có mệnh hệ gì vẫn còn có bậc sinh thành lo cho con anh tôi không muốn người phụ nữ của mình sinh con của tôi xong lại bỏ đi rồi gặp gỡ kẻ khác à tính chiếm hữu cao thật lam tâm nhận ra mình lỡ miệng bèn chống chế tôi sẽ về phòng suy nghĩ cứ việc suy nghĩ đêm nay ở lại đây anh chưa từng ở đây làm cô chê không sao tôi dám chỉ là thắc mắc cô chỉ cần làm theo lệnh làm như mọi khi cô vẫn làm lam tâm thực sự rất xấu hổ ở phòng mình cô sẽ đỡ hơn còn ở đây, Vân chỉ luôn đi thẳng vào vấn đề, anh lại gần, bế cô đặt lên bàn, nâng cằm lên rồi hôn cô. Lam Tâm đón nhận nụ hôn trong sự hoảng loạn bất ngờ. Nhưng nay anh khang khác, rất nhẹ nhàng, rất chậm rãi mơn man cánh môi cô, cứ như đang thưởng thức sự mềm mại ấy vậy. Lam Tâm mở to mắt nhìn, anh cũng nhìn lại cô, sao thế? Anh, khớp giống mọi khi, thế gu cô thích mạnh bảo à? Lam Tâm ú ớ lắc đầu phủ nhận, không không phải. Vân chỉ cong môi cười, anh ngả người áp sát Lam Tâm, hai tay chống lên bàn, lại hôn cô, nhưng dồn dập hơn. Lam Tâm đã lăn lộn với anh nhiều lần, nên hiểu tiết tấu mỗi lần của anh. Cô đưa tay cởi cúc áo ngủ của anh, rất thành thục, hai tay cũng ôm lấy cổ anh mà đón nhận. Vân chỉ thuận thế bế bổng cô về giường, không vội vã. Anh nhìn khuôn mặt người phụ nữ sẽ làm mẹ con mình. Xinh xắn, da trắng hồng và mặt nhỏ nhắn, mắt to to có chút đáng yêu nếu cô ấy có một gia đình khá giả hẳn nhân sắc này sẽ rất ấn tượng lam tâm thấy anh nhìn mình cô không dám nhìn lại chỉ nhìn tấm thân vạm vỡ của anh múi nào ra múi nấy săn chắc bất giác cô nuốt nước bọt một cái thèm muốn thế sao không phải tôi tôi khát nước ồ vân chỉ không thèm mặc áo để trần đứng dậy ra tủ lạnh lấy nước anh cầm hai chai về phòng anh uống một còn lại ném cho lam tâm nhìn cảnh ít hầu anh rung rung theo tìm nhịp uống làm tâm đỏ bừng mặt vội vã mở nắp uống nước của mình vừa uống cô vừa nhận ra gì đó chết rồi mỗi lần vân chỉ uống nước trước khi làm cô anh đều làm rất lâu có lần dùng miệng mà cô suýt nghẹn vì anh ra quá nhiều khi lam tâm đang hoang mang vân chỉ đã vào việc anh gục đầu vào cổ cô ngấu nghiến làm cô đau sẽ để lại vết đó đánh dấu cô là người của tôi anh còn cố ý cắn nhẹ một cái, Lam Tâm trống rỗng ưm một tiếng. Vân Trì cười đắc ý, càng ngày Lam Tâm càng thành thục khi trên giường với anh. Cô như một con mèo ngoan, phục tùng anh vô điều kiện. Dù anh có như nào, cô cũng sẽ tiếp nhận hết sức có thể, chưa bao giờ kêu ca hay phàn nàn. Đó là nghĩa vụ một nhân tình dành cho chủ của mình. Anh hài lòng với cô, hai người càng ngày càng hiểu nhau khi trên cùng một giường. Lam Tâm muốn bỏ chạy nhưng bị Vân Trì áp đảo. Anh hôm nay cứ như bị dư năng lượng vậy, mãi chưa tới hồi kết khiến cô mệt lả. Chả lẽ anh muốn làm một lần mà gieo mầm được luôn trong cơ thể cô chắc? Cô vẫn chưa đồng ý mà. Hôm sau Lam Tâm tỉnh giấc, mở mắt nhìn khung cảnh có chút lạ lẫm. Cô bật dậy, hôm qua nhìn sang thấy Vân Trì đã rời đi, cô vội vã mặc lại đồ rồi ra ngoài. Nhìn cổ chi chít vết đỏ, cô chạy về phòng lấy một chiếc khăn lụa cuốn tạm cho bớt lộ liễu. Thấy bên ngoài có tiếng động, Cô liền ra ngoài hành lang. Có vài người đang treo đèn lồng đỏ quanh nhà, Lam Tâm nhớ ra, nay là Trung thu rồi, nhìn những chiếc đèn lồng lắc lư theo gió, lòng cô có chút vui vẻ, thích thú vậy sao? Lam Tâm thấy Vân Trì vẫn còn ở lại, thay đổi nhỏ nhưng mang lại không khí vui tươi. Anh chưa đi sao? Nay tôi ở lại, cô suy nghĩ tới đâu rồi? Hả? Sao có thể nhanh vậy, tôi còn chưa có thời gian để nghĩ, việc cần làm cũng làm rồi, xem ra cô cũng thận trọng nhỉ vân trì nói làm cho lam tâm xấu hổ mặt đá đỏ hồng cô lúng túng nay gì hứa không tới anh có muốn tôi làm gì không dù sao cũng là trung thu có thể ăn một bữa cơm chẳng hạn không cần giờ cô đi với tôi một chuyến hả đi đâu vân trì còn trả thèm đáp lam tâm lúng túng về phòng thay đồ sau đó lẽo đẽo đi theo sau vân trì cố hải đã đợi ngoài xe theo thông lệ hàng năm trung thu cậu chủ sẽ về vân ra nay đưa theo cả cô gái này, xem ra Vân Chỉ đã coi trọng cô ấy. Lần đầu ngồi cùng xe với Vân Chỉ nên Lam Tâm hơi ngột ngạt. cả hai yên lặng trên cả quãng đường. tới Vân ra, cô ngỡ ngàng trước sự bề thế của biệt thự trước mặt. cả một khuôn viên rộng lớn, xung quanh là tường cao còn có hàng rào thép gai. ở cổng có người canh gác, nhìn hắc ám hơn cả nơi biệt thự. thấy xe chủ nhân về, cả một dàn mấy người áo đen kính cẩn ra chào. Vân Chỉ chỉ gật đầu một cái. Lam Tâm đi sau anh, vô cùng tò mò thân thế của anh khủng cỡ nào. Dì hứa thì ra là ở đây sao? Vì cô thấy bà ấy đứng đợi sẵn ngoài cửa lớn. Cậu Vân, Vâng gì? Lam Tâm cũng tới đó à? Dạ, mấy nay không thấy gì tới biệt thự. Ừ, ta bận ở đây, Trung Thu cũng bận rộn hơn thường ngày. Mau vào đi. Lam Tâm đi theo họ vào, Vân chỉ không ngồi mà đi thẳng tới một gian nhà khác. Có một ngôi nhà lớn kiểu trang trọng và tách biệt phía sau biệt thự. Ở đây cây xanh rất nhiều và tỏa bóng mát. Phía trước có một hồ sen, đá giữa mùa thu nên hoa chỉ còn lác đác. Thì thoảng có mấy con cá vàng đớp đớp nổi bong bóng trên mặt nước xanh trong. Cô đứng đợi ở đây. Ừm, Lam Tâm đứng ngoài sân đợi, còn dì hứa mở cửa để vân trì đi vào. Dì hứa đã bày biện tươm tất và chỉnh chu. Có hoa, đã quả, có bánh trung thu dì thắp ba cây nhang rồi đưa cho vân chỉ sau đó lui ra sau vân chỉ thận trọng nhận lấy nhìn nhang khói nghi ngút lại nhìn lên các bài vị phía trên lòng buồn bã đó là gia đình anh một nhà bốn người nay chỉ còn anh trên đời này nay lẽ ra là ngày nhà nhà đoàn viên nhưng anh chẳng có thể làm gì ngoài việc nhớ thương bố mẹ và anh trai mình lam tâm đang cúi cúi nhìn mấy con cá trong hồ bỗng người thấy mùi hương khói thoảng qua cô nhìn về phía gian nhà thấy vân chỉ đang cô đơn đứng giữa rồi chầm chậm cúi lại cô rất tò mò có lẽ là đang cúng bái bề trên trăng cô chưa bao giờ nghe qua hay nhìn thấy bất cứ gì liên quan đến người nhà của anh ở biệt thự ở đó hay ở đây đều rất rộng lớn xa hoa nhưng sao cô luôn thấy lạnh lẽo và trống trải vân chỉ đi ra nét mặt nặng nề lam tâm thì không dám hỏi hay nói gì nay ăn cơm ở đây anh luôn như vậy ra yêu cầu và cô đáp ứng dì hứa và vài người làm đã dọn sẵn một bàn ăn thịnh soạn. Lam Tâm nhìn ngang dọc, Vân Trì đã ngồi giữa, ngồi đi. Lam Tâm kéo ghế ngồi xuống, không đợi người khác sao. Chỉ có hai chúng ta thôi, nhà lớn như vậy, tôi nghĩ còn người khác nữa. Không ai cả, họ chết cả rồi. Lam Tâm nghe thấy chết chóc mà chấn động. Chết hết là sao? Cả nơi này chẳng có ai ư? Chỉ còn một mình Vân Trì sao? Như vậy có quá tàn khốc không? bảo sao cô luôn cảm giác anh rất cô độc cô sững sờ không dám hỏi thêm gì nữa yên lặng ngồi ăn dì hứa nấu ăn rất ngon nhưng tâm trạng cả hai người trên bàn đều thấy không hứng thú sau bữa cơm vân chỉ ngồi lặng yên ở thư phòng lam tâm hỏi dì hứa rồi nhẹ nhàng gõ cửa là tôi vào đi lam tâm đi vào thấy thư phòng ở đây bày trí khá giống với bên biệt thự chỉ là rộng hơn tôi suy nghĩ rồi sao cô bảo cần thời gian quyết định như nào, tôi sẽ sinh, đúng như yêu cầu của anh, không cần danh phận. Vốn dĩ ngay từ đầu đã là như vậy, nhưng có một yêu cầu, nói, dù tôi sinh ra con trai hay con gái, anh cũng không được bỏ mặc chúng. Lam Tâm sau khi nghe gì hứa nói qua về gia cảnh Vân ra, cô hiểu được vì sao Vân chỉ muốn có con. Dù gì hứa không nói rõ thân phận của anh, nhưng cô hiểu trọng trách là rất lớn. Hai con người đơn độc tìm tới nhau, giây phút ấy cô mềm lòng đưa ra quyết định cô được ở bên con mình người thân máu ngủ cô sinh ra thì cô chả cần gì nữa mong ước lớn nhất của cô là có một gia đình vẹn toàn thật may là điều kiện vân trì đưa ra là cô vẫn được ở bên con mình như vậy thật đúng ý cô rồi tình yêu là thứ cô không dám mơ tưởng tới nhất là tình yêu của anh điều duy nhất cô lo đó là nếu cô sinh con gái liệu đứa trẻ ấy có bị hát hủi vì không thể kế nghiệp được không dĩ nhiên con tôi thì tôi không bao giờ bỏ mặc kể cả là con gái con gái cũng có thể kế nghiệp nếu có bản lĩnh nói tới đây vân chỉ lại nhớ tới tịch hy đúng vậy tịch hy là vầng trăng sáng trong thâm tâm anh không ai có thể sánh được anh hãy giữ lời cô khỏi lo xa giờ lo sinh con cho tôi đi đá vân chỉ châm lửa hút thuốc thấy lam tâm vẫn đứng nhìn mình anh nhìn về phía hộp thuốc muốn không là loại lần trước cô hút không nếu muốn có thai không nên dùng đồ có chất kích thích Vân Chỉ bỗng cong môi cười, xem ra cô ấy nghiêm túc thật. Nếu thuốc vừa châm đã bị anh dập tắt, xem ra anh cũng phải nghiêm túc mới được. Nghỉ chút rồi đi về. Dì hứa lên tiếng sẽ chuẩn bị phòng riêng cho Lam Tâm, không ngờ Vân Chỉ lại bảo sẽ để cô ở cùng phòng mình. Bà vô cùng ngạc nhiên, thì ra Lam Tâm làm quản gia chỉ là danh nghĩa. Không ngờ hai người lại có quan hệ như vậy. Liệu đây có phải nữ chủ nhân tương lai không, mà lại được tới Vân gia trong dịp quan trọng này? dì hứa thầm nghĩ có thể lắm chứ xem ra đối đãi với cô gái này sẽ phải thận trọng chu đáo hơn rồi hai người đi vào phòng vân trì bỏ áo vest ngoài lam tâm theo thói quen nhận lấy rồi treo lên giá treo cạnh đó anh ngồi vắt chân dựa lưng vào đầu giường lam tâm lúng túng không biết nên ngồi hay đứng thì anh nói lại đây rồi cô lại gần anh nhẹ nhàng ôm cô đặt ngồi trong lòng mình tay tháo chiếc khăn cổ nhìn thấy vết cắn của mình in hằn đỏ ửng trên làm da trắng lại dịu dàng nói sau này sẽ không như vậy nữa tôi sẽ nhẹ nhàng với cô nay tần lãnh cũng đưa tịch hy về tịch ra cô mang bánh mình làm tới thắp hương cho bố mẹ vừa vào cổng đã thấy đứa nhỏ cỡ hai ba tuổi đang nô đùa cùng người làm trong sân họ nhìn thấy tịch hy thì nghiêm túc đứng chào cô hy đã về tịch văn ra ngoài ngó con thấy vợ chồng em gái về cũng lên tiếng nay tới sớm vậy ừm. Um tranh thủ sớm chút, giờ đã có gia đình nên thời gian chia ra bên nội bên ngoại. Tịch Hy nhàn nhạt đáp lại, cảm giác sau ly hôn Tịch Văn thay đổi không ít. Ở công ty cũng biết điều hơn hẳn, không còn hoạnh hoẹ gây sự với cô nữa. Tần Lãnh cũng biết chuyện, nhìn đứa trẻ, thằng bé thật đáng yêu. Tịch Hy nhìn chồng thấy anh vui vẻ nhìn đứa bé, cô biết anh cũng mong lắm rồi. Tịch Văn không nói gì, sai người chuẩn bị trà tiếp khách. Vừa hay Tịch Chí cũng tới, tay cầm giỏ hoa quả rất to. Anh, chị, cả ba đang ngồi phòng khách, mỗi người chỉ gật đầu một cái. Không khí có vẻ hơi lạ thường, nhóc con nhà ai ngoài kia mà cưng quá trời. Chị dâu đâu à, em có mang tới chút hoa quả nhờ chị xếp lễ lên thắp hương bố mẹ, Giang Anh không ở đây, em để người làm làm đi. Tịch Hy đáp lại, tịch Chí còn đang định thắc mắc trung thu sao chị dâu lại vắng nhà, thì tịch Văn đã làm cậu sốc ngang, con anh, chị dâu em ly hôn rồi hà tịch trí cảm thán một câu tưởng nghe nhầm xong cậu bụng miệng lại nhìn vào cái logic này là tịch văn có con riêng rồi bị giang anh bỏ là cái chắc tịch trí bèn đổi chủ đề nhìn hộp bánh trên bàn là nhận ra đồ chị gái mình làm vì đây là thói quen của chị cậu chị không có phần cho em sao có lát cho người gửi qua cho em họ ngồi quây quần uống trà tịch văn thi thoảng hỏi tần lãnh vài câu xã giao lúc này người làm vào báo cô chủ về à? Với những người làm ở đây, họ vẫn luôn coi Giang Anh như một người chủ mà họ luôn tôn trọng. Ai nấy đều đang ngạc nhiên thì Giang Anh đã bế đứa nhỏ vào, thằng nhỏ bé bé đang nằm gọn trên tay Giang Anh, chị dâu. Cả tịch hy và tịch trí đồng thành, Giang Anh cười, chị không còn là chị dâu mấy người. Nay chị Trung Thu chị tới thăm bố, tịch văn nhìn vợ cũ, lại bế đứa trẻ về phía mình nhưng nhóc con không chịu, cứ ôm cổ Giang Anh vùng vẫy, không sao cứ để em bế đi. Trẻ con không có tội, lỗi là do người lớn mà thôi. Tịch Hy thi thoảng vẫn liên lạc với Giang Anh, còn định sắp tới sẽ trả lại số cổ phần lần trước về chủ cũ. Thấy Tịch Văn có vẻ gượng gạo, Tịch Hy nhanh chóng kéo Tịch Chí đi thắp hương rồi ra về. Chỉ còn lại Tịch Văn và Giang Anh, em vẫn khỏe chứ? Tốt cả, rồi Giang Anh vuốt tóc thằng nhỏ đang nghịch ngợm trong lòng mình, miệng còn ngậm ti giả, mẹ thằng bé đâu? Cô ta không ở đây nữa, anh nuôi con một mình, ừm. Hai tuổi rồi nhỉ, đừng cho ngậm ti giả nữa, không tốt đâu. Giang Anh một thời nóng lòng muốn có con, thậm chí tìm hiểu nuôi con khá nhiều. Tịch Văn nghe vậy lòng bối rối. Ừm, cảm ơn em, anh sẽ rèn cho nó. Khá ngoan đó chứ, nhóc con tên gì? Tịch Minh, tên rất hay. Rồi cô đưa đứa nhỏ cho bảo mẫu cạnh đó, em vào thắp hương cho bố rồi đi. Ông ấy dù sao cũng từng là người bố rất tốt với em lời giang anh nói ra chỉ càng làm tịch văn thêm dai dứt và ân hận trước lúc ra về cô còn nói sau này đừng tới chỗ làm việc của em nữa nếu tới hãy dắt con vào trong cô đá nhìn thấy anh nhiều lần có lần còn bế con trên tay đứng ở xa nhìn cô cả hai người họ trong lòng vẫn nặng tình với nhau nhưng lại kìm lòng tự nhủ không thể quay lại qua trung thu chả mấy chốc lại gần tới tết lam tâm đã ở biệt thự cùng vân chỉ tính qua cũng nửa năm rồi tháng này cô bị trễ kinh có linh cảm gì đó cô đã dùng que thử thai kể từ khi quyết định có con vân chỉ rất đều đặn đưa cô về phòng anh thậm chí anh còn không hút thuốc nữa mấy tuần nay anh đi nước ngoài có việc nên dì hứa đã chuyển hẳn tới để cô đỡ buồn cũng là tiện chăm sóc cô luôn cô run rẩy cầm chiếc que mờ vạch hỏi dì hứa dì ơi sao thế lam tâm lam tâm bẽn lẽn chìa cái que giấu sau lưng ra cho dì xem cái này mờ vạch như vậy là có chưa ạ à? dì hứa dĩ nhiên biết kế hoạch của họ bà còn sốt ruột dùng đôi trẻ luôn rồi rồi tốt rồi mờ như này là chắc mới có để dì báo cậu vân không dì ơi con muốn chắc chắn rồi báo anh ấy anh ấy mong ngóng như vậy lỡ không phải sẽ hụt hẫng lắm phải vậy ta gọi bác sĩ tới đây cho con có cần không ạ à? hay con tự tới bệnh viện cũng được cậu vân đã dặn con hạn chế ra ngoài vân chỉ vẫn là cẩn trọng sợ có người nhằm vào người phụ nữ của mình nên dặn cô không nên ra ngoài nếu anh không có mặt ở đây chỉ lát sau một bác sĩ đã tới khám cẩn thận xong người đó thông báo lam tâm có thai được khoảng 6 tuần mọi thứ triển rất tốt đợi đến các mốc thai sản thì sẽ làm các xét nghiệm khác là được dì hứa và lam tâm ôm nhau vui mừng cô run run định nhắn tin cho vân chỉ nhưng không đợi được bèn gọi cho anh có chuyện gì sao tôi có thai rồi bác sĩ vừa tới đây vân chỉ im lặng vài giây anh có chút vui có chút bất ngờ làm tâm với mấy giây im lặng mà lòng bồn chồn không biết đối phương cảm nhận như thế nào nữa ở yên nhà tôi sẽ về sớm làm tâm hơi có chút hụt hẫng nhưng anh về sớm là cô vui rồi ở với nhau một thời gian lại xác định sẽ có con cùng nhau nên dần dần cô cũng có tình cảm với anh nhưng cô sẽ chỉ giữ tình cảm đơn phương ấy mà thôi vân chỉ không có tình cảm với cô nhớ giữ sức khỏe anh dặn thêm lam tâm gật đầu đáp ừm không biết là anh quan tâm cô hay quan tâm sinh linh trong cơ thể cô lam tâm đặt nhẹ tay lên bụng nhìn xa xăm ra phía ban công lớn nửa đêm lam tâm đang ngủ trong phòng mình bỗng nghe thấy tiếng xe cô còn nghĩ cố hải tới đây có chuyện gì gấp gần đây cô hơi khó ngủ có lẽ là do có thai nên thế cô lật đật tỉnh dậy nhìn ra ngoài giận mình thấy bóng dáng người cô mong nhớ đang tiến lại gần cô còn nghĩ mình hoa mắt, dù ở nước ngoài cũng không thể về nhanh như vậy. Cô đâu biết anh có chuyên cơ riêng, sao em còn thức? Anh về rồi đấy ư, gấp gáp vậy, về thăm hai mẹ con. Lam Tâm mỉm cười, về phòng ngồi xuống giường. Vân Trì ngồi ở ghế, lâu chưa? Mới 6 tuần, bác sĩ nói nếu siêu âm thì cũng là một chấm nhỏ, có khó chịu ở đâu không? Hơi khó ngủ một chút, ừm, anh sẽ bảo gì hứa chăm sóc em, nấu thêm đồ ăn dinh dưỡng nữa, khuya rồi, anh cũng mau về phòng nghỉ đi. Vân Trì gật đầu đi ra, anh tắm xong thì thấy ngoài trời lại mưa nhỏ. Không sấm sét nhưng thi thoảng có vài tia chớp sáng lóe. Anh lại nhớ lần mưa rông lam tâm ngồi thu lưu góc phòng với đống đổ đổ vỡ, bèn ngó qua phòng cô một chút. Quả đúng như anh đoán, thay vì ngồi dưới đất, thì giờ cô nằm trùm chăn kín mít. Vân Trì thở dài kéo chăn xuống, lam tâm đang giữ chặt, bị kéo thò cái đầu ra, em vẫn sợ sao? Một, chút. Vân chỉ khom người, bê cả người cả chăn lên rồi về phòng mình, phòng anh cách âm tốt. Sẽ dễ ngủ hơn, Lam Tâm ôm lấy cổ anh, rụi đầu vào lòng anh mà dâng lên chút hạnh phúc. Gần đây anh rất dịu dàng với cô, sưng hô cũng không lạnh nhạt như trước. Lúc này, cô cho phép mình nũng nịu với anh một chút. Lam Tâm vẫn muốn tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Cô lên mạng tìm hiểu các mốc khám thai quan trọng, có những xét nghiệm nên tới bệnh viện làm sẽ thuận tiện hơn vì thế vài ngày sau cô nói với Vân Chỉ sẽ tới bệnh viện. Vân Chỉ có chút lo lắng nhưng vẫn chiều ý cô. Anh muốn đưa Lam Tâm đi tiện xem con mình phát triển như nào. nhưng do chuyến công tác anh về sớm hơn dự kiến nên công việc đang dồn lại khá nhiều. Anh sẽ cho người đưa em đi. lát anh sẽ tới đón em. Lam Tâm gật đầu. Tiết trời gần tết lại mưa phùn rất lạnh buốt. cô mặc mấy lớp áo rất dày. gần đây cô rất sợ lạnh. Vân Chỉ cũng cho người lái chiếc xe tốt nhất của anh để đưa cô đi xe vừa đi được khoảng nửa tiếng cố hải đã gấp gáp chạy vào cậu vân xe cậu xảy ra chuyện vân chỉ lập tức bật dậy người thì sao tài xế bị thương nặng cô lam chưa rõ tình hình đều đang đưa vào viện tới bệnh viện vân chỉ vội vã tới mức không mặc áo khoác dì hứa biết tin cũng vô cùng lo lắng đưa áo khoác dài cho anh không quên động viên sẽ ổn thôi đi cẩn thận trên xe vân chỉ sốt ruột có tin gì chưa vẫn chưa đang điều tra ạ gần đây chúng ta làm ăn khá tốt chỉ sợ bên thù địch lại dở trò vân chỉ đăm chiêu suy nghĩ nếu anh tóm được tên khốn gây ra chuyện này anh sẽ xé xác hắn ra dám đụng tới người của anh còn có con anh tên này chắc chắn phải chết tới viện đúng lúc lam tâm được đẩy ra vân chỉ vội vã hỏi cô ấy sao rồi một bác sĩ nhìn anh anh là người nhà tôi là chồng cô ấy vân chỉ không nghĩ nhiều lập tức nhận vợ phải nói quá may mắn ba tháng đầu thai kỳ là thời điểm nhạy cảm rất dễ xảy thai nhưng vợ con anh phúc lớn mạng lớn cô ấy mặc áo khoác dày và che chắn rất tốt nên vẫn giữ được lúc đưa vào đây tay cô ấy vẫn khư khư chán bụng nhưng sẽ không có lần sau may mắn như thế nữa phải hết sức cẩn thận vân trì gật đầu cảm ơn bác sĩ rồi anh căn dặn cố hải chuẩn bị phòng tốt nhất cho vợ con mình ngoài lần vân trì tỏ ra khúng núm lo sợ khi nhận thi thể người nhà thì bây giờ cố hải mới thấy anh như vậy anh thực sự coi Lam Tâm là người thân của mình rồi. Nửa ngày sau Lam Tâm mới tỉnh, cô đã ngủ một giấc dài. Mở mắt thấy Vân Trì đang ngồi cạnh, cô dưng dưng hỏi, con chúng ta, cô sợ hãi không dám nói, Vân Trì nắm lấy tay cô chấn an. Không sao cả, vẫn yên vị trong bụng em, Lam Tâm hòa khóc, nghẹn ngào nói, xin lỗi, em không nên đòi đi tới đây, nếu không, nếu không sẽ không có chuyện này, không sao, không phải lỗi của em sau này anh sẽ ở bên em vân chỉ lau nước mắt cho cô khi đối diện với sinh tử người ta lại càng trân trọng những gì mình đang có cố hải đi vào báo cáo cậu vân điều tra được vụ tai nạn rồi sợ lam tâm kích động vân chỉ ra hiệu đi ra ngoài lam tâm vô cùng tò mò sao đang đi yên lành lại có thể có xe đâm vào xe cô như vậy cô xưa nay chưa đắc tội ai bao giờ cô cố gắng đứng dậy đẩy chiếc gậy trống vẫn còn lọ nước truyền đang nhỏ từng giọt Tới cửa, cô đứng dựa vào tường nghe thấy cuộc đối thoại bên ngoài hành lang. Đúng là bên đối thủ gây ra, tôi đang suy đoán, rất có thể vụ tai nạn năm xưa cũng là chúng giản dựng. Nay muốn dùng chiêu cũ đối phó với cậu, có lẽ chúng nghĩ cậu trên xe, lợi dụng thời tiết mưa gió để gây tai nạn, khốn kiếp, bắt được tên gây tai nạn chưa? Rồi ạ, à, đang nhốt ở căn cứ chờ cậu xử lý, tốt, tra khảo hắn, rồi giết hắn đi. Có 10 cái mạng cũng không đủ, làm tâm nghe vậy sợ hãi, không thể tin vân chỉ lại máu lạnh như vậy cô run rẩy đưa tay bấu vào cánh cửa để chống đỡ cơ thể yếu ớt của mình vân chỉ nghe thấy tiếng động bèn quay lại lập tức lao tới đỡ lấy cô em ra đây làm gì em phải nghỉ ngơi người đó phải chết sao em nghe thấy rồi đừng mạng người đó là phạm pháp đó anh hãy tha cho họ đi coi như để phúc đức cho con cái có được không lam tâm sao biết thế lực của người đàn ông là bố của con mình khủng bố tới mức nào cô chỉ nghe thấy chết chóc là đã hoảng loạn bất an rồi. Vân Trì ậm ừ, được, anh đưa em vào trong. Rồi anh ra hiệu cho Cố Hải quay về trước. Phòng của Lam Tâm được vệ sĩ bảo vệ kín kẽ, bác sĩ vào khám cũng bị kiểm tra nghiêm ngặt. Vì thế khám cho Lam Tâm họ lại càng thận trọng, rõ ràng người ở phòng bệnh này có thân phận không tầm thường. Đợi Lam Tâm ngủ, Vân Trì căn dặn gì hứa túc trực bên cô. Tạm thời anh không tin tưởng ai ở bệnh viện hết, về căn cứ sau khi cha hỏi mà tên kia nhất định không khai chủ mưu đằng sau là ai vân chỉ dứt khoát lấy dao cắt từng ngón tay của hắn tới mức tới ngón thứ tư hắn ngất lên ngất xuống vì mất máu quá nhiều nề tình lam tâm xin cho hắn anh không giết nhưng chặt luôn cánh tay còn lại rồi cho người đem cả người cả tay ném hắn gần địa bàn của bên đối thủ đây là cảnh cáo những kẻ muốn đụng tới anh và người của anh sẽ có cái kết sống không bằng chết tịch hy nay đưa mẹ chồng đi khám sức khỏe định kỳ thường là tần lãnh đưa bà ấy đi nhưng nay cô đã làm dâu tần ra đúng lúc chồng đi công tác nên đã cùng bà tới bệnh viện trong lúc tần phu nhân đi làm xét nghiệm cô ra sảnh tìm mua cà phê tình cờ gặp cố hải đang chạy đôn chạy đáo trợ lý cố cô, cô hy cả hai đều vô cùng ngạc nhiên khi gặp nhau tại nơi bệnh viện này vân chỉ xảy ra chuyện gì sao không là cô lam cô ấy gặp tai nạn xe hơi tịch hy nghe vậy lo lắng cô ấy sao rồi may mắn không sao tịch hy muốn tới thăm lam tâm bèn nhắn cho mẹ chồng một tin mẹ ơi con có người bạn bị ốm ở đây con đi thăm cô ấy một lát mẹ xong cứ đợi con ở sảnh con sẽ lập tức quay lại ạ à. tịch hy cùng cố hải đi về phía khoa sản vào phòng thấy lam tâm đang ngồi gọt hoa quả có lẽ gì hứa đi đâu đó một lát lam tâm chị hy lam tâm ngạc nhiên khi tịch hy ở đây định đứng lên chào hỏi nhưng tịch hy đã kịp tới cạnh cản cô lại cứ ngồi yên đó, nay tiện đường gặp trợ lý cố mới biết tới thăm cô, quả không kịp chuẩn bị, không sao, chị tới là được rồi. Tịch Hy cầm dao gọt nốt đĩa quả dở dang của Lam Tâm, không sao là tốt rồi. Hãy cẩn thận, giờ có một sinh mệnh đính kèm rồi, chú Tâm nghỉ ngơi nhiều hơn, sao, sao chị biết? Cô đang nằm khoa sản mà, với cả có tờ giấy bệnh án dán ở cuối giường, Lam Tâm xấu hổ, trên đó ghi cả tháng thai của cô, Vân chỉ có con chắc vui lắm vâng anh ấy cũng rất quan tâm em tịch hy mỉm cười đây chính là điều cô muốn Ừm, hai người hòa thuận con cái sinh ra sẽ hạnh phúc lam tâm lòng hơi nghẹn tịch hy đâu biết hợp đồng sinh con của họ dù có con nhưng cô không danh phận không tình yêu dù chính mình chấp nhận nhưng thi thoảng vẫn đau lòng tịch hy hỏi han và động viên lam tâm một chút rồi ra về tới hành lang cô bắt gặp vân trì vừa từ căn cứ trở về nên sắc mặt anh rất u ám thấy tịch hy lại vô cùng ngạc nhiên sao cậu ở đây mình đưa mẹ chồng đi khám tình cờ biết chuyện ừm xem ra mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu khá tốt ừm vân chỉ à chúc mừng cậu lên trước bố mình rất vui cho cậu hãy trân trọng cô ấy nhé vân chỉ cười gượng gạo lời chúc này khiến tâm tư anh ngổn ngang rõ ràng anh phải buông bỏ tịch hy rồi anh đã có con còn có lam tâm nếu lòng anh vẫn chỉ dành cho tịch hy thì thật không công bằng cho người còn lại lần này Lam Tâm còn vì anh mà bị liên lụy, nếu hai mẹ con cô ấy xảy ra chuyện gì xấu chắc anh ân hận cả đời Hy cũng luôn khuyên anh trân trọng Lam Tâm. Anh thở dài, cảm ơn cậu. Tịch Hy vỗ vỗ lên vai Vân Trì, cố lên, cậu sẽ là người chồng, người bố tốt thôi. Khoảnh khắc hai người bạn thân của Vũ nhau thật không ngờ lại có người chụp ảnh. Ngay đêm đó, tin tức về họ bùng nổ, thân phận của Vân Trì cũng bị đào bới lên. Tịch Hy lần nữa lên hot search, bao tin hay ho tốt đẹp thì chả mấy hot, nhưng tin giác tai tiếng lại lần nữa đẩy cô lên làn sóng dư luận tịch tổng của giới giải trí ngoại tình ông trùm hò vân tới mức có thai phải đưa nhau tới khoa sản tần tổng chỉ là con cờ bị vợ lợi dụng thân phận ông trùm đứng sau bà trùm giải trí tịch hy và thật nhiều tin nhảm nhí nữa